Từ năm học 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 10. Khác với quan điểm tích hợp ở bậc học dưới, ở bậc trung học phổ thông, chương trình được xây dựng theo hướng phân hóa và gần với định hướng nghề nghiệp của học sinh. Chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng cho lớp 10 cũng có sự thay đổi rõ rệt. Học sinh không phải học 17 môn bắt buộc như chương trình hiện hành. Thay vào đó, sẽ học các môn bắt buộc gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. Học sinh tự chọn 5 môn khác từ 3 nhóm, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn là khoa học xã hội với lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, khoa học tự nhiên với vật lý, hóa học, sinh học, nhóm môn công nghệ và nghệ thuật với công nghệ, tin học, nghệ thuật, âm nhạc và mỹ thuật. Như vậy, nếu tính đến hết các phương án chọn môn học và chuyên đề thì học sinh có thể có đến 108 cách lựa chọn. Về thời lượng của chương trình lớp 10, trường trung học phổ thông tổ chức học một buổi, mỗi buổi không quá 5 tiết, mỗi tiết 45 phút tương tự như hiện nay. Tuy nhiên, chương trình mới khuyến khích các trường dạy học 2 buổi trên một ngày, theo hướng dẫn của Bộ. Học sinh sẽ học 29 tiết mỗi tuần trong năm lớp 10, thấp hơn mức 29,5 cộng theo chương trình hiện hành. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh mục sách giáo khoa theo chương trình mới. Cụ thể, lớp 10 có 55 sách. Đứng trước những thay đổi mới đó, rất nhiều quý phụ huynh và học sinh hoang mang, chưa biết bắt đầu từ đâu, học như thế nào cho năm học mới. Tuy nhiên, quý vị phụ huynh và học sinh hoàn toàn có thể yên tâm, tin tưởng vào hệ thống giáo dục tuyển sinh 247 với khoa học bứt phá 10 dành riêng cho học sinh 2K7. Khai giảng khóa bứt phá 10, lộ trình học tập toàn diện lớp 10 từ cơ bản đến nâng cao dành riêng cho học sinh 2K7. Khóa học cập nhật hoàn toàn theo chương trình lớp 10 mới năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đầy đủ tất cả các môn học bắt buộc, toán, văn, anh và các môn học trong nhóm tự chọn, lý, hóa, sinh, sử, địa, tin. Được biên soạn theo cả 3 đầu sách, kết nối tri thức vào cuộc sống, cánh diều, chân trời sáng tạo, đáp ứng mọi nhu cầu học tập của học sinh trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Học 2 giờ mỗi ngày cùng đội ngũ giáo viên nổi tiếng như thầy Nguyễn Công Chính, thầy Phạm Quốc Toản, cô Hoàng Xuân, thầy Tùng, cô Phương với hệ thống hơn 800 bài giảng, 2.000 bài tập và 100 đề kiểm tra bám sát chương trình từ cơ bản đến nâng cao, giúp 2K7 bứt phá điểm 9-10 trên lớp chỉ sau 3 tháng, giảm 80% gánh nặng kiến thức trước khi bước vào năm học mới cấp trung học phổ thông. Bứt phá 10, chắc nền tảng, vững kiến thức, chinh phục điểm 9-10 lớp 10.